Rồi sáng giờ kia ông mua mấy gói gà nướng xa gia về cho tụi tôi ông mua cho ông già Đang thèm đó Đây nè bà nội ông nội không mà Hơn cái này ở best shop nào cũng có bán đó Phải bên Nhật chắc tao mua giấy máy bay tôi qua bánh nó mua cho tụi mày quá Ủa bà ăn có hai loại sao bữa nay ra tới bốn loại làm gì Mua về cho ăn mà sao hay hỏi quá Thì cái nào ngon thì mua về thôi Gà nướng xa gia gạo cũ nè Gà nướng xa da gan Cái loại lo loại mới đó thì giờ này ăn thứ lỗi mới đi coi hạ phổ dị không nữa mua tiếp. Còn cái uh, thanh gà nướng uh, với viên gà nướng uh, thì ăn qua rồi. Ta nói vừa ăn cái gì đâu thôi, chết đói nữa vừa bỏ xuống là hết trơn luôn à. Bốn bịch này uh, chưa được một ngày nữa, thiệt tình luôn á. Ăn cứu này đi, rồi ba mau dạo lắm á uh, mấy đứa. Mệt gì mua có mấy gói gà nướng xa già mà nói này nó kia hoài à. Vậy là ông không biết bên nhà Man đang có chương trình tích sáu giỏ đổi quà trên toàn quốc rồi. Khi nào tụi tôi ăn hết, ông lấy sáu cái giỏ, ông đem lại bếp shop nào gần nhất là đổi lấy thêm được một gói gà nướng xa da bất kỳ luôn đó ông già. Mà cái này còn có một cái hay nữa nha. Khi ông xé ra yeah, cái gói gà nướng xa da cho tụi tôi ăn rồi mà tụi tôi ăn không hết á, ông có thể bỏ vào ngăn mát, tủ lạnh thì uh, sử dụng được uh, là một thần nghe ông già.